thì mình sẽ tiến hành thử thách lần hai là thả rắn sống. Con rắn này là rắn mỏng, rắn mỏng vứt vào chuồng con mình rồi tấn công. Cho bìm bìm săn, tập săn. Các cái móng vuốt và cái mỏ của con bìm bìm nó rất sắc. Đấy, nó giữ cái móng chân nó, móng vuốt. Nó kẹp chặt được con rắn rồi. Cái mỏ của con bìm bịp này nó rất sắc, nó ấy bắt đầu nó kẹp và nó sẽ xé con rắn ra để nó ăn dần. Nó lấy cái mỏ sắc nhọn của nó cập vào xương sống để cho con bìm bịp không, con bìm bịp nó cập rất là đau để cho con rắn không thể di chuyển được. Lúc đấy bắt đầu nó mới tiến hành xé con rắn ra để nó ăn dần.
Con mìm mịp nó cũng đã đánh chết con rắn và đang bắt đầu xé ra ăn dần. Thì video clip của mình cũng xin kết thúc ở đây. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video clip tiếp theo.